chào ban giám hiệu, thầy cô và các bạn. Hôm nay lớp chúng em xin đến mang đến một tiểu phẩm Tức Nước Giữa Bờ, được trích từ tác phẩm Tất Đàn của Ngô Tất Tố. Em cũng xin giới thiệu, người dẫn chương trình là em Phạm Quỳnh Giao và liên lượt các bạn là bạn Lê Thị Hồng Ngọc trong vai chị Dậu, bạn Đặng Văn Thuận trong vai anh Dậu, bạn Huỳnh Phước Thiện trong vai người nhà lý trưởng, bạn Nguyễn Hữu Tính trong vai Cai Lệ và cuối cùng là bạn Cao Thị Minh Thư trong vai bà Lão. Tiểu phẩm của lớp em sẽ được tiếp bắt đầu ạ. Nhà Dậu có nhà không đây? Cụ sang chơi đấy ạ. Đúng không? Anh Dậu thế nào rồi? Đã tỉnh lại chưa? Vâng, nhà cụ đã tỉnh lại rồi, nhưng sang mấy còn lời bề lật bệt lắm đấy ạ. Chào rồi, bọn chúng đã không còn tính người nữa rồi. Bọn chúng đánh anh Dậu thành người không ra người, ma không ra ma nữa rồi. À mà này, bảo bác ấy có trốn đâu thì trốn, chứ cứ nằm dày, kẹo nữa. Bọn chúng vào thuốc xu không có, bọn chúng lại đánh cho nữa thì khổ. Vâng, cụ nói phải, cháu cũng đang nghĩ như cụ đấy ạ. Người anh Dậu đã ốm rề rề như thế này rồi, mà bọn nó đánh bắt chó ra đình nữa thì nuôi mấy tháng cho hoàn hồn. Vâng, để cháu nguội, cháu cho nhà cháu ăn lấy vài húp cái đã, cũng đã nhìn xuông từ sáng hôm qua tới giờ còn gì. Thế thì phải giục bác ấy mau ăn đi, kẹo người ta sắp kéo vào rồi đấy. Thôi, lão về đây, không làm phiền nhà bác nữa. Vâng, cụ về ạ. Lần sau cháu mời cụ lại chơi. Giờ đi, cầm hai tay rồi. Thầy em hãy cố ngồi dậy ăn lấy vài húp cháo. Mình cũng đã nhịn xuông từ sáng hôm qua tới giờ còn gì. Nhà Dậu đâu? Mau ra nợ tiền xu. À, thằng kia, mày còn sống à? Còn sống còn nợ tiền xu không? Xuất ra. Ông ơi, anh ta lại sắp phải gió như năm qua đấy hả? Này, chị kia, chị hãy ra nói với ông Cai để ông ấy ra kêu với quan cho. Chứ một ông Lý nhỏ bé như tôi không có quyền cho chị khách thêm được nữa. Nhà cháu đã túng thiếu, nay còn phải đóng có khúc xu cho chú nó đã mất từ năm ngoái, nên mới lôi thôi như thế. Chứ cháu đâu có dám trốn xu của nhà nước đâu. Hai ông làm ơn làm phúc cho cháu xin phúc. Mày đang nói chuyện với thằng cha mày đấy à? Xu của nhà nước mà mày dám xin khất. Cháu van xin hai ông, cháu cắn gồm cắn cỏ lại hai ông. Nếu mà không có thì dỡ nhà nó đi, chứ nó nhiều mối mồm. Cháu van xin hai ông. Tha này, mau chói nó ngay đi cho ông. Này, đưa đây. Mày dám đánh bọn ông sẽ báo quan trên. Ồ, không được thế, người ta đánh mình thì không sao, mình đánh người ta thì phải tù, phải tội. Thà ngồi tù chứ để cho chúng nó làm tình làm tội mãi hết, tôi không chịu được. Chị Dậu là người phụ nữ hiền diệu, yêu thương chồng con. Chị nấu cháo múc ra quạt cho chồng khi chăm sóc chồng. Hình ảnh người phụ nữ lực điền khi đấu với bọn tay sai. Lúc đầu chị lễ phép nhịn nhục, đấu lý, đấu chức. Sức mạnh như thế ngang tàn, chị Dậu là một người phụ nữ cứng cỏi, đầy vị tha nhưng không yếu đuối. Sức sống mạnh mẽ, tinh thần phản kháng, tiềm tàng quyết liệt. Hiện tượng tức nước vẩy bờ khi xảy ra, khi nước quá lớn và sức nước quá mạnh và bờ không thể giữ được nên vỡ nước tuôn trào ra. Nói theo nghĩa bóng là mỗi con người đều có mức giới hạn chịu đựng. Vì vậy, việc gì trong mức giới hạn thì người ta sẽ nhịn cho qua. Có thể thấy hình ảnh người vợ hiền, yếu đuối, cấp mấy cũng phải bộc phát, chống trả trước thế lực ngang tàn. Tác giả khắc họa lên chân dung mạnh mẽ của người phụ nữ ở xã hội phong kiến, đồng thời phản ánh lên hiện thực về sự phản kháng của người nông dân hiện vật chỉ có phát. Anh xin hết.